Rồi thì em sẽ lên tiếp cho anh em một con chầm ở Trà My nha. Thì nói chung thì hôm nay em định thì lên khoảng 6-7 con á anh em. Nhưng mà thì em móc ra con nào mà nó sổ bọng đó, chắc chắn trống 100%, test lại giọng một lần nữa ok á, thì em mới quay lên em bán cho anh em nha. Còn nếu mà anh em nào mà xem clip sau á, mà giống như mà lỡ có chim Trà My ở trên mấy con mà em lên ở trên clip á, hết rồi á, thì anh em cứ gọi cho em thì anh em sẽ báo em, em sẽ quay Zalo em gửi cho anh em, em sẽ canh mấy con đó sổ xong rồi em quay em gửi cho anh em nha. Chứ hiện tại thì sáng sớm anh em trời nó nắng, trời nó lạnh quá anh em, nên chim nó cũng làm biến chơi lắm, đứng nó cứ sù không à. Thì có con nào mà nó chơi hoặc là nó sổ chắc chắn rồi á thì em quay em gửi cho anh em nha. Nói chung thì mấy con này thì em đã test hết rồi, nhưng mà em vẫn muốn quay ở trên clip cho anh em á, vừa quay vừa thấy nó chơi, vừa thấy nó sổ như thế nào để cho anh em dễ lựa thôi. Chứ thực chất thì em bán bao trống, dám bao trống trọn đời 100%, dám bao giọng người mấy con này thì em đã test hết rồi nha anh em. Nè, nguyên hàng đây nè, đó. Có rất là nhiều anh em. Đó thì tầm khoảng 7-8 con đó anh em. Đó, nhưng mà thì giờ con nào mà nó sổ thì em quay em gửi lên cho anh em thôi. Đây giống như con này là lòng chạm lòng số 1 nha anh em. Đó, nãy giờ nó móc ra nó sổ mà, nhưng mà tới khi quay clip nó lại sù lông. Đó, tại vì thời tiết anh em, thời tiết cái chán lạnh quá. Đó, em mà em còn bệnh lên bệnh xuống nữa anh em. Đó. Rồi thì con làm chạm số 1 nha, thì em bán là chào mà Trà My bao trống, bao trứng vùng, bao giọng cho anh em luôn nha. Bao tật lỗi rồi bao hết cho anh em luôn. Đó thì con lòng đầu tiên thì con này thì lòng chạm nha anh em, thì em vẫn bán 1 triệu nha anh em. Đó, em bán đồng giao 1 triệu, anh em thấy nó xấu không? Con này thì giọng rất là ok, thái độ rất là ok, mồng đá lăn nha anh em. Đây anh em nhìn cái mồng đó nè. Đó thì Trà My thì nó trung chim thôi anh em, chứ nó không quá to, nó cũng không quá lớn. Đó, nó trung thôi anh em, nhưng mà bù lại cái giọng nó thì rất là hay nha anh em. Đó, anh em nhìn nè, nghe giọng nó đã không, lâu lâu mới có con lăn nha anh em. Đó rồi ok, thì con này em bán cho anh em là 1 triệu nha. Đây mấy em này sổ rồi. Lúc không quay thì nó sổ mà mầm, còn quay thì gọi bậy không anh em. Đó thì nếu mà ở đây thì sáng ra thì em sẽ thấy, em có thấy hai con nó bắt đầu nó chơi đây, là con lồng chạm với con lồng ngung rồi. Thì con lồng ngung để lát em quay xả cho anh em nha. Rồi thì em quay trở lại con lồng chạm đi. Thì bây giờ thì em sẽ quay sát lại gần hơn cho anh em nha. Rồi để anh em xem cái mồng, xem mồng với xem yếm nữa nha anh em. Đó rồi ok, thì con này em bán cho anh em 1 triệu nha anh em. Rồi ok, thì em tiếp tục em lên cho anh em con Trà My số 2 nha anh em. Thì con này con lồng mung số 2 thì con này cũng là Trà My luôn, thì em vẫn bán như bình thường, bao trống trọn đời, bao chuẩn vùng Trà My đó, bao giọng, bao tật lỗi đâu hết cho anh em luôn. Thì sáng ra thì hai con này chơi rất là ok, con lồng chạm là lồng số 1 nãy anh em, với con lồng mung á đó, em mới vừa mở lồng á chơi rất là ok, nên em quay hai con này em bán cho anh em. Thì ở đây thì còn khoảng 3 con ở đây nữa nè anh em. Đó thì nó chơi nhưng mà kiểu giống như nó chưa có quen á anh em. Đó nên chắc em bán hai con này trước cho anh em. Còn nếu mà anh em nào mà cần á thì cứ liên hệ qua Zalo của em, rồi em sẽ quay riêng cho anh em nha. Đó thì em canh con nào sổ, con nào chơi thì em sẽ quay. Nó chơi anh em ạ. Rồi em quay trở lại con chà màu lồng mung số 2 nha anh em. Rồi anh em thấy nó chơi với vị thái độ cực kỳ tốt. Con này thì bản đuôi nó to nè, xòe. Đó, đây con này em vẫn bán như bình thường luôn nha anh em. Giá là 1 triệu. 1 triệu nha anh em. Bao trống trọn đời,
bao tật lỗi, bao chuẩn với giọng Trà My cho anh em luôn đó. Nếu mà về anh em mà nghe không đúng giọng Trà My hoặc là nghe không thích giọng thì anh em cứ gửi lại cho em nha. Rồi ok, thì con này em bán là 1 triệu nha anh em, đồng giá 1 triệu hết cho anh em luôn, kể cả mấy con mà mồng lân hay cái gì đó, chỉ có trừ khi bông thì giá nó mới cao hơn xíu thôi nè. Bông nhưng mà phải giọng hay nữa nha, chứ mà bông mà giọng nó không hay thì em cũng vẫn bán giá bình thường thôi. Rồi ok, thì để bây giờ em quay sát lại cái con lòng bông để cho anh em xem nha. Đó, cho anh em xem mồng với yếm của nó đây. Rồi thì chắc em quay 2 con thôi anh em, tại vì ở đây còn 3 con với 1 con bên đây nữa nè đó, nhưng mà nó chơi lình xịt quá đó, giống như sáng sớm á anh em, lạnh quá nó chưa có chơi nhiều nên em chưa quay. Còn nếu mà anh em nào mà lúc mà gọi điện mà 2 con ở trên clip bán rồi á, thì cứ nếu mà có ý định muốn mua thì cứ báo em sẽ quay Zalo em gửi riêng cho anh em nha. Rồi ok anh em, thì để tiếp tục em quay dòng khác. Rồi ok anh em, thì tiếp tục thì em sẽ lên cho anh em một con đất con nha anh em. Thì con này chim này thì đất con thì mùa này nuôi lên, con này thì tắm táp là ok, hót hét rồi cũng ok luôn nha anh em. Thì con này thì anh em nhìn tướng, con này tướng rất là đẹp anh em, là do sáng sớm trời lạnh á nên lông nó hơi xù ra xíu nha. Ở chứ con này thì khỏe mạnh, không khỏe mạnh nha anh em. Đuôi là bông xè nha, đuôi rất là đẹp. Con này thì cũng rất là dạng nha anh em. Đó, đút tay vô là vẫn còn há miệng nha anh em. Đây. Rồi ok, thì con này em bán cho anh em là 1,6 triệu. Con này là hót hét ok, tắm là ok luôn. Em bao hót bao tắm đồ đầy đủ hết cho anh em nha. Đó, không tật lỗi gì hết, móng bộ là đầy đủ luôn nha anh em. Đây. Rồi ok, thì con này em bán cho anh em là 1,6 triệu nha anh em. Hót là hót, hót rồi, hót lớn rồi nha. Đó, tắm là tắm rồi luôn nha anh em. Rồi ok, thì anh em xem anh em thích thì anh em gọi cho em nha. Rồi, thì em sẽ lên tiếp cho anh em một con thang. Con này thì mới vừa xong lông được mùa thứ 2 rồi nha anh em. Đó, nhưng mà con này thì cái độ dạng của nó chưa có thần á anh em, độ dạng của nó tầm khoảng 70% 60% mà cầm lòng thì nó nhảy, nhưng mà cứ móc lên là hót búa quá, cầm lòng lại nhảy nhưng mà móc lên là hót búa rồi nha anh em. Đó, thì con này thì móng bọ là đầy đủ, không tật lỗi gì hết. Ê, em thấy không, nó hót là nó hót như cái máy đó, hót cho anh em, ba cho anh em là hót lại ra là full nghề luôn nha. Đó, còn tật lỗi đâu thì không có, cái tật lỗi thì em bao cho anh em nha. Nó rất là nhiều luôn nha anh em. Đó, thì con này em bán giá cho anh em luôn, em xả lỗ cho anh em luôn. Con này em bán cho anh em là 1 triệu nha anh em, 1 triệu nha. Đó, chim 2 mùa lông mới. Con này thì nói chung thì cái độ dạng của nó hót rồi, giọng nó là ok hết luôn, móng độ rồi ok hết luôn, nhưng mà điều có một cái là cứ cầm lòng vô thì nó nhảy, nhưng mà nó nhảy thì nó nhảy rất là khôn nha anh em, chứ nó không có nhảy mà đâm đầu hay chuỗi đầu giống như than bổi đó, nên nó không có bị trầy đầu hay gì hết. Rồi ok, thì con này em bán là 1 triệu nha anh em, 1 triệu nha. Bán là gần như giá là chim bổi ăn cám, mà gần như chim bổi lỡ luôn nha anh em. Tại con này thì nói chung thì nếu mà anh em mua về nghe hót thì ok đó, nhưng mà anh em về anh em phải đi dễ xíu, chứ con này thì nó hơi ghét nha anh em. Đó, rồi ok nha anh em, thì em sẽ để clip hót đây cho anh em xem nè, anh em nào thích thì anh em gọi cho em nha.
Và thì tiếp tục thì em sẽ lên cho anh em một con khú bông lỗi. Đó thì về em kể tiểu sử con này cho anh em nghe. Thì con này á là em thu lại của một anh khách. Đó, một con khách rất là đặc biệt nha. Nói chung thì trong cái tôn giáo tín ngưỡng rồi anh em, đó thì rất là đặc biệt nên em không có nói ra được. Đó thì em thu em không biết mặt chim luôn. Đó thì bên anh khách đó thì anh nói là bao là lấy cái danh dự ra là không trật lỗi gì hết. Đó, không trật lỗi, đầy đủ đâu hết luôn. Đó thì em thấy thôi, nếu mà người ta mà có ý định vậy thì nên thôi, nên em cũng tin tưởng. Đó, cũng nói là danh dự ra hết luôn, nhưng mà về thì nó bị lộn với anh em. Đó, nên em thấy con thai này nó đứng nó hót rồi, em thấy không? Hót là bao cho anh em là hót ngay ra là full ngày luôn á. Đó thì em quay trở lại khú rồi, thì nói là không thật lỗi hết, nhưng mà khi em đem về á, nói chung thì em thu thì giá nó cũng ok đó, nhưng mà khi mà em đem về thì nó lộn như cái máy anh em. Đó, nó lộn mà lộn đẹp luôn á. Nhưng mà anh em nào mà bung áo lồng ra giống như lúc đầu á thì nó sẽ là nó lộn nhiều lắm. Đó, nó lộn nhiều, nó không chơi. Nhưng mà nếu mà anh em nào mà mua về mà nghe hót á thì anh em cứ cầm giống như em nè, 1/3 cái nắp lồng này nè, đó là nó đứng im re à anh em. Anh em thấy không, nãy giờ không thấy nó lộn luôn á, là đứng im re, nó hót là nó hót full ngày. Con này thì hót được gái thì con này bù lại anh cái, thì con này nó hót là nó hót xè đuôi. Đó, đuôi là nó xè tét đứt. Đó, nó xè là đủ đếm được lông đuôi anh em, em thấy không. Đó, còn cánh là nó có cánh đại bàng. Đó, cánh đại bàng nha, bóng gọn thì đầy đủ hết, nó chỉ bị lỗi lộn thôi anh em. Đó thì nói chung thì em cũng tin tưởng quá. Đó, con thằng này nó hót nữa nè. Đó thì con này em bán cho anh em là 1.3 triệu nha anh em, 1.3 triệu nha. Anh em mua về nghe hót hoặc là thả vi ok. Con này hót là xè đếp được lông đuôi, cánh là có cánh đầy bàn nha anh em. Đó thì con này em bán giá này là em lỗ. Đó, em thu lợi của một anh khách, nói chung rất là đặc biệt, nhưng mà em không có tiện nói ra. Nếu mà anh khách đó có xem á thì rút kinh nghiệm. Đó, đó, con này thì nó lỗi là lỗi lộn nha anh em, còn móng bọ thì đầy đủ hết, không bị gì hết nha. Con này là có cánh đại bàng nha anh em, em test đồ hết rồi em mới dám bao cho anh em. Rồi ok, thì con này em bán là 1.3 triệu, thì anh em nào mà thích thì liên hệ em nha. Thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi clip và ủng hộ em trong suốt thời gian qua, xin cảm ơn anh em và xin chào anh em nha.